Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh chứng khoán tài chính của mình. Hôm nay mình sẽ nói một chủ đề mà mình hy vọng là mọi người sẽ không bao giờ quên những cái bài học này. Bài học này mình sẽ đặt tên là những cái bài học khắc cốt ghi tâm trong đầu tư chứng khoán. Mình hy vọng là đừng bao giờ quên. Bài học này là không chỉ dành cho các bạn mới đầu tư mà dành cho tất cả mọi người. Đây là những cái kinh nghiệm mà đúc rút từ cái quá trình tham gia thị trường chứng khoán của mình. Mình tham gia thị trường chứng khoán đến nay đã khoảng 16 năm rồi, thì có rất là nhiều kỷ niệm buồn vui, nhưng mà nhờ chứng khoán nó đem lại cho mình nhiều bài học và cũng cho mình những cơ hội đổi đời. Hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ những cái bài học đó. Bài học này thì cũng là cái từ kinh nghiệm của mình thôi, mà ngoài ra thì mình cũng là đúc rút trên các cái tài liệu đang nghiên cứu. Mình cảm thấy cái bài học này rất là bổ ích. Bài học thứ nhất mình muốn chia sẻ với mọi người á, khi bạn đầu tư vào chứng khoán hay bất cứ lĩnh vực gì thì bạn hãy nhớ trong đầu một điều là mục tiêu tài chính của bạn là như thế nào, khả năng chịu đựng rủi ro của bạn ra sao. Mục tiêu tài chính ở đây thì mình sẽ nói một cách đơn giản là bạn kỳ vọng khi đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào trái phiếu, đầu tư vào bất động sản chẳng hạn, hay là đầu tư vào vàng chẳng hạn, thì bạn muốn là khả năng tăng trưởng của cái loại tài sản đó là bao nhiêu, trong thời gian như thế nào, 1 năm hay là vài tháng hay là nhiều năm, và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn là bao nhiêu. Bạn chịu đựng rủi ro khi mà xảy ra cái biến cố là 5%, 10%, 20%, 50% hay là thậm chí là 100%, và cái thời gian mà cái bạn có thể chấp nhận để chịu đựng được là bao lâu. Cái này rất là quan trọng nha. Nếu mà cái mục tiêu tài chính của bạn và cái khả năng tài chính của bạn rất là thấp thì mình khuyên bạn không nên tham gia những cái kênh đầu tư rủi ro cao như là chứng khoán. Và mình cũng khuyên một điều á, tất cả các cái loại hình đầu tư á, thì đều có rủi ro. Bạn đầu tư đất vẫn có rủi ro, đầu tư vàng cũng rủi ro, và đầu tư chứng khoán cũng rủi ro. Ví dụ như mình nói, chẳng hạn giả sử bạn đầu tư đất đi, nhưng mà đất có một nhược điểm mà ai cũng biết, đó là thanh khoản của đất rất là kém và đất thì không thể mang đi được. Đất thì chịu tác động bởi chính sách pháp luật của nhà nước rất là cao, khi mà xảy ra cái sự cố gì thì đất không thanh khoản được và mình không thể mang đất đi được, đúng không? Về cổ phiếu thì cũng rủi ro thì các bạn đã biết rồi, nhưng mà cổ phiếu thì là thanh khoản rất là tốt, khi nào mà bạn cần tiền tiêu là bạn có thể bán ra được ngay. Và nếu mà bạn đầu tư về vàng chẳng hạn, vàng cũng là rủi ro à, vàng thì rủi ro đó thì mình có thể chỉ cho bạn, đó là vàng thì rất là khó để cất giữ. Ví dụ như nó có ưu điểm là đi sang nước nào cũng được, nhưng mà cất giữ rất là khó. Nên mình xin thưa với mọi người là cái gì thì cũng có rủi ro, và quan trọng nhất là cái mục tiêu của mình như thế nào, khả năng chịu đựng của mình rủi ro ra là sao. Cái này thì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Ở đây thì mình chia sẻ một câu chuyện, mình đã từng tham gia đại hội cổ đông vừa rồi ở của cái công ty vận tải dầu khí PVT, thì mình gặp một cô này thì cô đã bị đột quỵ. Hỏi tại sao là bị đột quỵ? Bởi vì là khi mà giá cổ phiếu xuống quá nên là tinh thần của cô không có chịu được, nên là cô đã bị đột quỵ. Mình nghĩ điều này đó là khi rất là không tốt, bởi vì mình đầu tư thì là mục đích là để nâng cao cái đời sống của mình, mà mình kiếm lợi nhuận mà, thì để nâng cao cái đời sống của mình. Đầu tư thì rủi ro đó là chuyện bình thường. Bổ sung thêm về rủi ro trong đầu tư cổ phiếu á, thì mình có thể chia sẻ cho bạn thêm một số thông tin như thế này. Thực chất á, việc đầu tư cổ phiếu á, rủi ro của nó còn thấp hơn rất nhiều so với cái loại hình mà bạn tự bỏ vốn ra để kinh doanh. Cái đó là cái có thống kê trên thực tế rồi đó. Khi mà bạn tự bỏ vốn để kinh doanh, ví dụ như bạn mở một nhà hàng chẳng hạn, hay là bạn mở một công ty chẳng hạn để kinh doanh chẳng hạn, thì rủi ro của nó còn cao hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa, khi mà bạn tự bỏ vốn ra để kinh doanh, số vốn bạn bỏ ra thì phải rất là nhiều. Trong khi đó bạn đầu tư cổ phiếu thì bạn chỉ dùng một cái số tiền rất là nhỏ thì bạn có thể tham gia vào thị trường rồi, và bạn có thể đầu tư dần dần qua thời gian. Ha. Bài học số 2 á, mà mình muốn chia sẻ với các bạn á, cũng như đặc biệt là những cái người mà mới đầu tư, tâm lý chưa ổn định á, thì mình sẽ lưu ý cho mình một điều là đừng bao giờ để cảm xúc chi phối. Bởi vì sao? Thị trường thì luôn luôn lên xuống. Thực chất là không ai tài giỏi là
đoán được hôm nay hay là đoán được ngày mai như thế nào hết á. Và cái thị trường nhiều lúc cũng là bị chi phối, bị cảm xúc chi phối rất là mạnh. Nhiều người là buôn bán, mình thấy nhiều lúc là mình thấy khó hiểu. Vì vậy thì mình khuyên các bạn á, thì đừng bao giờ để cảm xúc, hãy dùng lý trí của mình. Bạn phải xem xét cái công ty mà bạn đầu tư á, thì như thế nào, nội tại đó như thế nào và triển vọng dài hạn của nó ra là sao. Chứ nếu bạn dùng lý trí để mua bán cổ phiếu thì điều đó rất là nguy hiểm, có thể là bạn sẽ lúc mà thị trường đẩy cổ phiếu xuống thấp á, thì bạn lại bán ra, mà khi bạn bán ra rồi á thì đồng nghĩa với bạn đã kết thúc là chuyển từ cái lỗ mà gọi là lỗ trên giấy tờ thành lỗ thực. Và mình tin rằng các bạn nếu mà đầu tư mà dựa vào cảm xúc thì các bạn không bao giờ thành công được, phải dùng lý trí. Và cái lý trí này thì theo mình cách nhất là bạn nên rèn luyện ha. Qua thời gian thì bạn sẽ rèn luyện ở cái này, thì những người mà đã sừng sọ trong nghề thì mình sẽ rất là tốt, họ có làm chủ cảm xúc rất là tốt. Mình sẽ chia sẻ một ví dụ thôi. Năm 2020 vào khoảng tháng 3, lúc đó là khi Covid mà mới chớm thôi, thị trường đã phản ứng rất là mạnh. Lúc đó thì mình cũng nắm cổ phiếu, nói thực sự là nhiều lúc mình cũng có cảm xúc một chút ấy, bởi vì cái mỗi ngày mở ra là cổ phiếu của mình bị sàn sàn liên tục cho đến lúc mùng 1 tháng 4 ấy, thì bắt đầu mới dừng. Thì bạn bè của mình khuyên mình là bán đi, nhưng mà thực sự là mình có không có bán, mình vẫn cứ để đây ha. Và sau đó thì cổ phiếu đã bắt đầu hồi phục trở lại, và mình thấy đó là một quyết định đúng đắn. Mình còn có một quyết định đúng đắn hơn là mình đã dùng tất cả những cái tiền tiết kiệm của mình để mua cái cổ phiếu, bởi vì mình tin tin tưởng công ty mình đang đầu tư là tốt và nội tại của nó tốt, tương lai nó tốt. Covid thì mình cứ luôn luôn quan điểm rằng thì tôi đến một lúc nào đó thì loài người nó sẽ chiến thắng thôi. Nhìn trên biểu đồ thì mình chấm hai cái chấm màu đỏ đó, thì cái năm đó là tháng 3 năm 2020 ha. Rồi đến tháng 11 năm 2023 này cũng vậy, khi mà thị trường xảy ra cái biến cố của SCB á, thì là thị trường phản ứng rất là mạnh, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu bất động sản nha. Cổ phiếu ngân hàng á, thì là cũng xuống liên tục, làm cho cái VN Direct á, cũng là xuống rất là thấp. Thì mình thấy ở mọi người cũng phản ứng rất là vô lý, bởi vì ngân hàng á, thì có rất là nhiều ngân hàng, trong cái ngân hàng đó thì cũng có những cái ngân hàng là nó cũng tài sản nó cũng xấu thật, nhưng mà có những cái ngân hàng rất là tốt mà lại bán đi những cái cổ phiếu của ngân hàng đó à. Rồi cũng nhiều công ty nữa tài chính rất là tốt, triển vọng rất là tốt, nhưng mà các bạn lại bán đi. Khi mà các bạn bán đi thì chắc chắn bạn đã kết thúc lỗ rồi. Và những cái người mà sừng sỏi, họ khôn ngoan hơn, họ dùng lý trí hơn, họ mua ở tại thời điểm đó, thì bây giờ thì họ hầu hết họ đã tăng được từ 30 đến 40 và 50, thậm chí 60% rồi. Nên là lưu ý cho mình, đừng bao giờ để cảm xúc chi phối. Tiếp theo, một bài học nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là đa dạng trong đầu tư. Đa dạng ở đây á, thì mình không chỉ nói gói gọn trong cổ phiếu đâu. Thứ nhất là bạn phải đa dạng các loại hình đầu tư. Bạn thể có thể là bạn đầu tư cổ phiếu cũng có, trái phiếu cũng có, gửi tiết kiệm cũng có, bất động sản cũng có. Càng đa dạng thì nó sẽ giảm rủi ro cho các bạn. Cổ phiếu cũng vậy, thì bạn nên đa dạng các cái mã cổ phiếu. Mã cổ phiếu ở đây thì bạn có thể chọn là nhiều ngành, ngành ngân hàng, bất động sản, ngành bán lẻ. Trong các cái ngành đó bạn sẽ chọn ra những cái cổ phiếu nào mà bạn đánh giá là tốt nhất, có triển vọng tăng trưởng tốt nhất, thì bạn sẽ mua một ít cổ phiếu của cái ngành đó. Nhưng mà mình khuyên không nên tập trung vào một ngành và cũng không nên đầu tư nhiều mã của một ngành, bạn nên đa dạng ra. Thực chất á, có nhiều người có cái quan điểm á, thì nói bảo không nên đa dạng, bởi vì cái đa dạng thì lợi nhuận thu lại thì thấp hơn. Đúng, thì mình cái này mình đồng ý đúng. Nhưng mà mình xin thưa, nếu mà bạn lên thưa, nếu bạn gặp may, bạn đầu tư không đa dạng, gặp may mà cổ phiếu lên thì bạn ăn rất là đậm. Nhưng mà nếu mà cổ phiếu mà bị xuống hoặc là cổ phiếu bị gặp vấn đề gì có thì bạn mất hết, không còn gì cả. Nói đơn giản thôi, ví dụ bạn có một cái giỏ, bạn có cam, quýt, lê, mận, đúng không? Nhưng mà một giỏ kia bạn chỉ có khế thôi, ví dụ những cái giỏ khế đó nó thối sạch thì bạn mất sạch, còn các cái giỏ kia bạn đã đa dạng rồi thì khả năng xảy ra rủi ro của bạn là thấp hơn. Cái việc đầu tư quan trọng á, thì ngoài quan trọng á, thì là cái lợi nhuận rồi, nhưng mà bạn phải biết bảo toàn cái nguồn vốn của mình, phải biết quản lý rủi ro của mình ha. Cái nào cũng vậy thôi, khi mà đang lên á, thì bạn phải biết được quản lý cái rủi ro của mình,
một trong những cái biện pháp để quản lý rủi ro theo mình là đa nên đa dạng các cái danh mục đầu tư thôi. Thì mình cũng hay nói một câu là ở trong ngân hàng á, thì họ sẽ có một cái bộ phận đó là một bộ phận đó là tín dụng đúng không, là chuyên cho vay, nhưng mà đồng thời lại có một bộ phận đi kèm đó là quản lý rủi ro. Hai bộ phận này nó sẽ phải tương ứng với nhau, tín dụng thì phải có quản lý rủi ro, hòa thân thì phải có lưu dung, và cái việc đa dạng cổ phiếu cũng vậy thôi, để giảm rủi ro cho mình. Một cái kinh nghiệm tiếp theo á, mình muốn chia sẻ với các bạn trong việc đầu tư cổ phiếu hay là đầu tư cổ phiếu hay là đầu tư chứng khoán á, thì bạn phải có một cái biết, đó là biết phân tích cơ bản. Cái này theo mình là cực kỳ quan trọng. Nếu mà bạn không biết phân tích cơ bản á, thì bạn rất khó để thành công trong cái cổ phiếu. Tất nhiên ở đây thì mình biết là một số người là họ không phân tích cơ bản đâu, họ đi phân tích kỹ thuật thôi, họ rất là giỏi. Về cái phân tích kỹ thuật thì mình không có bàn ở đây nhá, nhưng mà mình đang nói về những cái người mà đầu tư mà theo đúng nghĩa họ đầu tư để mục đích là mang lại lợi nhuận trong lâu dài, trong dài hạn á, thì phải hiểu cho mình là phân tích cơ bản là cực kỳ quan trọng. Phân tích cơ bản ở đây thì bạn phải lưu ý cho mình, đó là bạn phải biết đọc báo cáo tài chính của công ty đó. Báo cáo tài chính đó thì nó sẽ thể hiện ở những cái mục rất là quan trọng, đó là cái bảng cân đối kế toán. Biết để biết được cái tài sản của họ là như thế nào. Thứ hai là báo cáo kết quả kinh doanh để biết được tình hình kinh doanh của công ty đó ra là sao. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để biết được cái dòng tiền như thế nào. Ngoài ra thì xem cái báo thuyết minh chi tiết nữa để biết là cụ thể hơn trong cái các cái báo cáo cân đối kế toán hay là báo cáo kết quả kinh doanh hay là báo cáo lưu chuyển tiền tệ đó. Đúng không? Ngoài ra mình sẽ khuyên các bạn nên đọc báo cáo tài chính ít nhất cho mình là 3 năm, 4 năm rồi các báo cáo quý, và các bạn đọc càng nhiều càng tốt, và các bạn phải biết cái kỹ năng về phân tích tổng hợp. Ngoài ra thì bạn nên đọc cái báo cáo thường niên của công ty, bởi vì trong cái báo cáo thường niên thì hội đồng quản trị đã đưa ra cái phương hướng này, cái chiến lược hoạt động cho cái công ty đó. Mình xem cái báo cáo thường niên đó thì ngoài để mình biết được cái mục tiêu của họ là như thế nào, biết được cái triển vọng trong tương lai của công ty đó là sao. Về cái phân tích cơ bản nữa thì bạn cũng nên để cho mình, đó là biết được vị trí của cái công ty đó trong cái ngành đó, lợi thế của cái ngành đó như thế nào, trong cái ngành đó thì công ty đó có lợi thế gì, triển vọng dài hạn của họ ra là sao. Mình lấy một ví dụ ha, ví dụ ngân hàng thì nó có rất nhiều mã cổ phiếu đúng không, bạn phân tích các cái mã cổ phiếu rồi thì bạn thấy ok cái công ty đó rồi ha. Nhưng mà bạn hãy so sánh cho mình công ty đó, cụ thể là cái ngân hàng đó so với cái toàn ngành thì nó như thế nào, có cái lợi thế gì, về tài chính thì như thế nào, so với chung tình hình chung thì như thế nào, lợi thế ra sao, triển vọng dài hạn như thế nào. Nếu mà bạn nắm cho mình những cái đó thì mình nghĩ là khả năng mà bạn đầu tư thành công rất là cao. Rồi, một bài học tiếp theo mình chia sẻ với mọi người đó là cái ngưỡng an toàn trong việc đầu tư. Thì cái này rất là quan trọng, bởi vì khi mà xác định được ngưỡng an toàn đấy thì bạn sẽ giảm thiểu được cái rủi ro cho mình. Mình lấy một ví dụ cụ thể thôi, giả sử như bạn đầu tư cổ phiếu khi mà bạn dùng margin để vay chẳng hạn, thì bạn phải biết được là bạn vay bao nhiêu để an toàn. Còn nói thực á, mình thấy ở đây có một số người là họ rất là phiêu lưu, họ là khi mà thấy thị trường lên họ dùng hết margin đến tối đa, margin đến tối đa, nhưng mà họ cứ nghĩ là cái cổ phiếu nó lên họ sẽ rút ra nhanh chóng, nhưng mà thật không may ấy, khi mà xảy ra một cái tình huống nó bất ngờ một cái, thế là họ trở tay không kịp, cuối cùng là họ bị cô margin là bay tài khoản đi rất là nhanh chóng. Nên là mình phải biết được cái ngưỡng an toàn. Với cái ví dụ như bạn có 100 triệu chẳng hạn thì bạn nên chỉ vay cho mình thì khoảng 30% thôi là nó sẽ an toàn ha cho mình nha. Cái thứ hai nữa là việc phân bổ cổ phiếu thì bạn cũng phải biết được là phân bổ với số lượng tiền bao nhiêu, mỗi mã này thì số lượng tiền bao nhiêu, để khi mà có sự kiện gì xảy ra thì ví dụ như nó cổ phiếu đó nó có vấn đề gì á thì mình vẫn là an toàn, bởi vì tài khoản của mình đang còn những mã khác ha. Rồi thứ hai nữa là khi mà giá đang tăng nóng á, thì mình cũng nên gặp, có thể là mình sẽ tham gia một chút xíu á, nhưng mà mình sẽ biết được cái ngưỡng, mình phải xác định được cái ngưỡng an toàn mình tham gia với tỷ lệ bao nhiêu để giảm thiểu rủi ro cho mình. Cái này cũng rất là quan trọng. Rồi, và bài học cuối cùng là bạn hãy kiên trì, kỷ luật, kiên nhẫn. Nếu bạn không có cái đức tính kiên trì, kỷ luật, kiên nhẫn
thì là bạn không thể đầu tư chứng khoán được đâu. Việc này rất là quan trọng. Kiên trì ở đây là cái gì? Đó là khi mà cổ phiếu hay là khi mà thị trường đang lên chẳng hạn, hay là cái cổ phiếu nào đó đang rong qua mắt, nhưng công ty là tốt đi chẳng hạn, bạn hãy kiên trì nó, chờ đợi nó đến lúc nào mà có cái vùng giá hợp lý ha, thì bạn sẽ mua vào, chứ bạn đừng nên mua vào lúc ở đang nóng, ở cổ phiếu đang nóng thì khả năng rủi ro rất là cao, cho dù ở công ty đó là tốt đi chẳng hạn ha. Thứ hai nữa là bạn phải kỷ luật, có thể là bạn mỗi ngày mỗi tháng bạn trích ra một ít bạn để đầu tư cổ phiếu thôi, ví dụ tháng này bạn trích ra 2 triệu, tháng sau bạn trích ra 2 triệu, thì một năm thì bạn đã trích ra 24 triệu rồi. Theo cái thời gian nó sẽ lớn lên, là vì nên lúc đó bạn sẽ có một cái danh mục đầu tư đa dạng phong phú. Ngoài ra thì bạn có thể mua dần từng tháng, từng quý, từng ngày, mua vào những cái thời điểm mà thị trường phi lý, thì để bạn sẽ có được cái giá tốt nhất, và bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi, có thể là 1 năm, 2 năm, thậm chí chờ đợi 5 năm để được cái lợi nhuận cao nhất ha. Vì nói mình nói đơn giản đấy ha, ví dụ bạn mua một cái cổ phiếu Vinamilk á, bằng năm 2011 á, bạn kiên nhẫn bạn để chờ đợi đến 2018 á, thì giá trị cổ phiếu của bạn á, đã tăng lên đã 27 lần rồi, tức là lợi nhuận là siêu khủng. Ở đây thì mình chỉ lấy ví dụ là Vinamilk thôi, nhưng mà rất nhiều mã trên thị trường chứng khoán lợi nhuận siêu khủng nhờ cái sự kiên nhẫn chờ đợi của mình. Cái này thì, và cái điều nữa là bạn nên bắt đầu từ lúc càng trẻ càng tốt, bởi vì khi mà lúc thời càng trẻ bạn sẽ có thời gian, thị trường thì lúc lên lúc xuống, có những lúc cái thị trường đi ngang rất là dài, thì khi mà lúc còn trẻ thì bạn sẽ có cái thời gian đó, thời gian đó là cái giống như cái lãi kép, theo thời gian tài khoản của bạn sẽ càng ngày càng lớn lên thôi. Và một điều nữa là mình dành cho những người mới vào, hay là bất kể những người nào mà đã ở thị trường lâu rồi, thì hãy học hỏi mỗi ngày, và cái cách học hỏi tốt nhất là bạn hãy lao vào thị trường. Có thể là mới đầu tiên là bạn mới ra trường chẳng hạn, bạn chỉ dành một cái số tiền nhỏ thôi, bạn hãy mở tài khoản đi và bạn theo dõi và bạn tham gia một vài triệu gì đó chẳng hạn, bạn quan sát rồi bạn tìm hiểu, theo cái thời gian bạn sẽ có những cái kinh nghiệm, lúc đó thì bạn hãy vào và sẽ vào thị trường. Và thị trường nói gì thì nói, thì chứng khoán là một cái kênh đầu tư rất là hấp dẫn, để cho cơ hội của bạn được đổi đời, cơ hội của bạn giàu có. Nếu bạn không làm gì cả thì bạn sẽ không bao giờ có. Tất nhiên, rủi ro luôn luôn cơ hội luôn luôn có rủi ro, nhưng trong rủi ro sẽ có cơ hội. Đến đây là mình xin kết thúc cái video của mình. Mình chúc mọi người là thành công, luôn luôn học tập và luôn luôn tiến bộ. Xin chào mọi người.